Người bệnh là: tôi từng gặp một vị toàn thân nổi đầy ghẻ lở, ung mủ, ruồi nhặn bu quanh, khắp người xông hơi thối nồng nặc, khiến ai cũng lánh xa không dám tới gần, ngay cả bệnh viện cũng không nhận chữa trị. Tôi hỏi: có phải anh từng làm thầy lang chăm cứu không? Anh gật đầu đáp: phải. Tôi hỏi: anh đã trị lành cho bao nhiêu người? Không biết, tôi chữa mấy đợt, thấy họ không đến nữa thì chắc lành rồi. Tôi hỏi: anh tốt nghiệp bệnh viện nào? Anh kể tự mình học mà thành tài. Tôi hỏi bốn quyệt chủ trị các bệnh đau đầu, đau lưng, đau bụng, đau gan là gì? Anh đáp trật lất. Tôi bảo: tôi là người ngoài nghề mà còn biết rành mấy huyệt. Bụng thì tam lý lưu, lưng thì ủy trung cầu, đầu thì tìm liệt khuyết, mặt thì hợp cốc thu. Vậy mà anh là thầy chăm cứu lại không biết rõ à? Anh toàn là chăm ẩu tả tạo thêm bệnh cho người ta, thậm chí còn dùng kim chưa khử trùng, khiến cho họ bị nhiễm trùng, vậy mà còn thu phí cao. Anh xem, ngày nay mình anh đầy ghẻ lở chính là do anh làm sai, chăm chích bậy bạ, tạo thành vết thương gây nhiều nỗi thống khổ cho người. Nếu không thành tâm sám hối thì không ai trị lành bệnh cho anh được. Tạm thời tuy anh không bị mất mạng, nhưng cũng là sống cảnh đền tội. Đây chỉ là quả báo nhẹ ở nhân gian, chết rồi sẽ vào địa ngục thọ báo. Anh vội hỏi: phải làm sao để sám hối? Tôi bảo: hãy nghĩ kỹ xem anh đã làm cho bao người bị thương tích thống khổ thì nhớ mà sám hối. Không những trong tâm mình phải biết tội, mà số tiền thu phí kia anh phải đền bù gấp bội cho họ. Nếu không tìm ra người để trả thì có thể dùng tiền đó mà in sách thiền hoặc in kinh Địa Tạng cho người. Cũng cần phải dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trường, mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người bị anh làm hại. Hiện tại nếu anh muốn dùng thuốc mà có thành phần động vật ở trong thì không nên dùng. Nên đặt thuốc trước Phật, rót một ly nước rồi quỳ tụng 21 biến chú Đại Bi. Xong, lấy nước này rửa vết thương và hòa với thuốc mà chữa trị. Lưu ý, 21 biến chú Đại Bi này người nào ăn chay trường cũng có thể tụng thay cho anh. Chỉ cần anh dùng tâm sám hối chí thành, kiên tâm bền chí, dần dần bệnh sẽ lành. Bệnh có thể hồi phục triệt để hay không là tùy ở nơi anh thực hiện tốt hay không mà thôi. Ha ha ha,